Quý vị các bạn đang nghe chất âm một dòng cụ đẩy bãi của Mỹ. Đây là một trong dòng đẩy nó sử dụng vừa sản xuất vừa than, tiếng rất là hay. Hiện tại thì cửa hàng đang test với những dòng loa bãi Auto King. Tôi loa này thương hiệu của Đài Loan mấy nhá. Nó sử dụng một bát 25 hai chép và với cái gân của nó là gân gân cao su, cho nên là dòng này thì zin cả gân. Quý vị bác dùng thì cửa hàng cũng không phải thay gân luôn, zin cả gân luôn. Một bát 25 hai chép. Loa này thì quý vị các bạn có thể chúng ta sử dụng mới đẩy hoặc là âm ly đều được. Đấy, âm ly thì cứ khoảng độ 8 sò là chơi cực kỳ là hay. Dòng loa này thì nó ưu điểm là bass rất là sâu, tiếng mềm, check thì nhuyễn rất là hay. Hát karaoke nghe nhạc đều được. Đấy, chúng ta nghe nhỏ nó cũng rất là hay, leng keng tí tách rất là hay. Đặc biệt giá thành cũng rất là hợp lý, giá ngoài 2 triệu một chút thôi nhá. Giá cực kỳ là rẻ để có chơi, hàng xịn, thương hiệu Đài Loan. Và những dòng cụ đẩy bãi này thì dòng này thì hình thức đẩy rất đẹp luôn. Nó sử dụng là 16 con sò sắt và 16 con sò than. Sò than sử dụng sò Toshiba, còn sò sắt sử dụng sò Mexico ấy nhé, sò của Mỹ. Ốc bảy màu vẫn còn óng ánh và vẫn còn phấn. Này, linh kiện máy móc thì cực kỳ là chất. Này, chúng ta có thể nhìn thấy con này sử dụng 8 tụ nhé, 8 tụ lọc nguồn và hàn chân két rất đẹp, nguồn là nguồn đồng. Đây, 2 tầng vỉ, tầng trên tầng dưới như nhau ấy nhé. Nó sử dụng hai quạt gió khá là êm, mặt phay nhôm cực kỳ đẹp. Chiếc đẩy này giá hiện tại là 6 triệu thôi nhé. Những dòng này thì hàng gọi là hàng tuyển rồi. Đấy là hàng mới hiện tại không sản xuất, cho nên là nhiều bác chơi con này là vừa chơi vừa sưu tầm. Đặc biệt là con này là đời chót, đời cao ấy nhé. Giá chỉ có 6 triệu thôi. Đấy, bao bác đánh hai cặp loa 30 tiếng rất là hay. Dòng này thì chơi thì gọi là nồi đồng cuối đá nhé. Đấy, chúng ta nghe nhạc nó rất là hay, leng keng tí tách mà rất là bền, dòng này rất là bền luôn. Có thể vài chục năm này, những con đẩy mà 206 hay là 7 em bán vẫn còn rất đẹp luôn. Và con này thì đời cao, trên khoảng chục năm rồi luôn đó nhé. Đấy, tiếng rất là hay. Trong clip này thì em gửi hàng cho khách cho tiện em test cũng như là báo giá toàn để quý vị các bác theo dõi kênh các bác nắm được. Đấy, chúng ta mua hàng nó dễ bởi vì cửa hàng em ship hàng gửi xa, cho nên là nhiều khi các bác không đến cửa hàng được thì em cũng test để báo giá toàn thể quý vị các bác nắm được. Các bác đặt hàng này gọi sớm cho em theo số máy là 0385 2228 nhé. Em xin chào bác.